Thanh Liên Chi Đỉnh chương 4515, Chí Tôn Giảng Đạo, tỷ thí so tài. Kỳ quái, dựa theo Vu đạo hữu xem bói kết quả, chúng ta hẳn là có đại cơ duyên a. Như thế nào cử hành nhiều tràng như vậy tụ hội, đều không có giao hoán đến vật đặc biệt trân quý. Lý Thanh Tinh nghi ngờ nói, các nàng tìm tòi tỉ mỉ một lần chỗ ở, không có phát hiện cái gì trân quý đồ vật, càng nghĩ, cơ duyên hẳn là trân quý tu tiên tài nguyên. Các nàng tấp nập tổ chức tụ hội, rộng mời Thái Ức Kim Tiên tham gia, giao lưu đạo pháp, thuận tiện giao hoán tu tiên tài nguyên, xác thực đổi được một chút vật liệu, chưa nói tới là đại cơ duyên. Quảng Pháp Đại hội sắp tổ chức, chẳng lẽ nói đại cơ duyên không phải hiện tại, mà là sau đó? Lý Thanh Nguyệt vẻ mặt nghi hoặc, có lẽ đi. Mặc kệ nhiều như vậy, chúng ta tiếp tục tổ chức tụ hội, nhiều mời một chút Thái Ức Kim Tiên tham gia, Bạch Thiên Tiên Quân nắm giữ vận mệnh pháp tắc, xem bói chắc chắn sẽ không phạm sai lầm, chúng ta khẳng định có đại cơ duyên. Lý Thanh Tinh chém đinh chặt sắt nói, tràn đầy tự tin, chỉ hy vọng như thế đi. Bất quá ta Ngũ Thúc Công nói, đại cơ duyên không nhất định đều là bảo vật hoặc là tu tiên tài nguyên, kết giao Thiên Kiêu Chí Tôn cũng là thuộc về đại cơ duyên, tài pháp lữ địa, lữ vẫn là rất trọng yếu. Lý Thanh Nguyệt nói, vậy ai biết, được rồi, làm hết sức mình an thiên mệnh, hy vọng sớm một chút lấy được đại cơ duyên đi. Lý Thanh Tinh nói, trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, tay áo lắc một cái, tứ quý đồ bay ra, treo trên vách tường. Hắn bên ngoài thân lam quang đại phóng, tiến nhập tứ quý đồ, xuất hiện tại một mảnh đất trống trải. Vương Trường Sinh xoay tay phải lại, một cái màu đen trữ vật trạc xuất hiện trên tay, cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảnh màu đen hào quang lướt qua phía sau, trên mặt đất nhiều một cái cự đại màu đen mai rùa, phía trên có một ít màu vàng kim nhạt đường vân, tự nhiên mà thành. Hắn đi lên trước cẩn thận xem xét, đúng là Thái Ức Kim Tiên đại viên mãn huyền minh quy mai rùa, vật này luyện chế thành thượng phẩm tiên khí, lực phòng ngự khẳng định rất mạnh. Vương Trường Sinh thu hồi mai rùa, lui ra tứ quý đồ, khoanh chân ngồi xuống, đã tọa điều tức. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày này sáng sớm, Vương Trường Sinh, Vung Như Yên, Vương Thu Lâm cùng Diệp Hải Đường đi ra Thanh Lâm Các, bọn hắn tới đến một tòa 10 vạn mẫu lớn thanh thạch quảng trường tụ tập đại lượng tiên nhân, Thái Ức Kim Tiên tự vượt qua ngàn người. Những này Thái Ức Kim Tiên phần lớn là mang hoang tiên vực lực lượng trung kiên, cũng là mang hoang tiên vực tương lai. Giữa quảng trường là một tòa trăm trượng lớn thanh thạch đài cao, trên đài cao trưng bày một cái màu xanh bồ đoàn, chúng tu sĩ hoặc xì xào bàn tán, hoặc không nói một lời, lặng lặng chờ đợi. Một chén trà thời gian phía sau, nương theo lấy một tiếng vang dội tiếng chuông vang lên, một đoàn kim quang tại thanh thạch trên đài cao khoảng không sáng lên, hiện ra một tên dáng người khôi ngô kim sam thanh niên. Kim sam thanh niên ngũ quan tuấn lãng, làn da trắng nõn, khí tức thâm bất khả trắc, bái kiến Lý tiền bối. Vương Trường Sinh mấy vạn tên tiên nhân nhao nhao cúi người hành lễ, thần sắc nghiêm nghị. Kim sam thanh niên là Lý Gia Tân Tấn Đại La Kim Tiên Lý Ngọc Thần, nắm giữ thời gian pháp tắc. Lý Ngọc Thần tại Thái Ức Kim Tiên kỳ liền đem pháp tắc tu luyện tới viên mãn, là danh phù kỳ thực chí tôn. Hắn tấn nhập Đại La Kim Tiên có hơn 300 vạn năm, xem như tương đối tuổi trẻ Đại La Kim Tiên. Lý Ngọc Thần rơi vào thanh thạch trên đài cao, xếp bằng ở màu xanh bồ đoàn bên trên, mở lời nói ra, lần này Quảng Pháp Đại hội từ chúng ta Lý Gia tổ chức, cảm giác sâu sắc vinh hạnh, hoan nghênh chư vị đến này tham gia Quảng Pháp Đại hội. Ta theo mọi người nói một chút ta tu luyện tâm đắc, hy vọng đối với các ngươi có dẫn dắt. Hắn nói lên tự mình tu luyện kinh lịch, nói rất kỹ càng, gặp được bình cảnh như thế nào hóa giải, khai khiếu sau khi thất bại như thế nào trọng lập lòng tin, như thế nào lĩnh hội lực lượng pháp tắc, vì tu luyện thành tiên thể thử qua cái nào biện pháp, loại nào biện pháp hiệu quả tương đối tốt, như thế nào đem pháp tắc tu luyện tới viên mãn, pháp tắc chi thụ trì trệ không tiến, như thế nào nhường pháp tắc chi thụ tiếp tục sinh trưởng. Lý Ngọc Thần tu luyện tâm đắc rất quý giá, hắn ngay cả mình như thế nào lĩnh hội thời gian pháp tắc tâm đắc cùng với độ kiếp đi qua đều nói một lần. Hắn xung kích Đại La Kim Tiên lôi kiếp đặc biệt cường đại, chuẩn bị tứ giai tiên trận, nguyên bộ thượng phẩm phòng ngự tiên khí, phòng ngự loại tứ giai tiên phù, đây đều là Lý Gia chuẩn bị, đối với Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có rất lớn dẫn dắt. Lý Ngọc Thần cường điệu giảng thuật tự mình xung kích Đại La Kim Tiên đi qua, kỹ càng giới thiệu độ kiếp đi qua. Vương Trường Sinh phát hiện tự mình còn đánh giá thấp Chí Tôn xung kích Đại La Kim Tiên lôi kiếp, hắn phải nhiều chuẩn bị một chút cao giai độ kiếp bảo vật hoặc là cao giai tiên phù mới được, hắn còn rất trẻ, có bó lớn thời gian đi thu thập những vật này. Trước kia Nam Cung Nguyệt Thước cũng nói với Vương Trường Sinh qua tự mình xung kích Đại La Kim Tiên kinh lịch, bất quá chưa nói tới kỹ càng. Lý Ngọc Thần giảng thuật rất kỹ càng, ngoại trừ tu luyện tâm đắc, Lý Ngọc Thần cũng trò chuyện lên tự mình đối phó hỗn độn thú tâm đắc, tự liên tiếp xông qua cái nào cổ chiến trường hiểm địa. Hắn đều không có bỏ qua. Lý Ngọc Thần giảng 7 ngày 7 đêm, chúng tiên nhân nghe như si như say, số ít tiên nhân nghe xong Lý Ngọc Thần giảng đạo,
lập tức hiểu ra, hóa giải bối rối nhiều năm bình cảnh, thậm chí rơi vào đốn ngộ, tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, lĩnh hội pháp tắc, thân tộc hảo hữu cho nó hộ pháp, tránh cho ngoại giới quấy nhiễu. Tốt, ta tự giảng như vậy nhiều, có khả năng lĩnh ngộ bao nhiêu, nhìn chính các ngươi, tiếp xuống từ các ngươi thay phiên tiến lên giao lưu tu luyện tâm đắc, toàn bằng tự nguyện. Lý Ngọc Thần nói, đa tạ Lý tiền bối chỉ điểm sai lầm. Vãn bối vô cùng cảm kích, Vương Trường Sinh mấy vạn tên tiên nhân trăm miệng một lời nói, thần sắc khác nhau, có người không thu hoạch được gì, có người nhân này hóa giải bình cảnh, có người tại chỗ đốn ngộ. Lý Ngọc Thần hóa thành điểm điểm kim quang tiêu thất, Lý Thanh Tinh bay xuống thanh thạch trên đài cao, xong chúng tiên nhân liền ôm quyền, khách khí nói ra, tiểu muội Lý Thanh Tinh, trước để ta tới giảng thuật tu luyện tâm đắc của mình đi. Nàng nói lên tu luyện tâm đắc của mình, nội dung bao quát vạn tượng, theo Lý Ngọc Thần khác nhau chính là, cái khác thái ất kim tiên có thể mở lời đặt câu hỏi, mời Lý Thanh Tinh giải đáp nghi hoặc, Lý Thanh Tinh giải đáp không được, cái khác thái ất kim tiên có thể giải đáp. Vương Trường Sinh bốn người rất ưa thích này chủng tu đạo không khí, không có người lừa ta gạt, không có tính toán, chính là đơn thuần giao lưu tu luyện tâm đắc, nghiên cứu thảo luận tu luyện, chân chính luận đạo, mọi người nói thoải mái, trao đổi lẫn nhau. Luận đạo khâu kéo dài hơn một năm, đại lượng thái ất kim tiên đến thanh thạch trên đài cao giảng thuật tu luyện tâm đắc của mình, cũng sẽ đưa ra tự mình một chút nghi hoặc, cái khác thái ất kim tiên hoặc đặt câu hỏi, hoặc cấp cho đề nghị, trừ cái đó ra, còn có thể giao lưu kỹ nghệ, chế phù, luyện đan, bày trận, luyện khí, cất rượu, xem bói, âm luật, ngự thú, luyện thi, dưỡng quỷ, nguyền rủa các loại đều có liên quan đến, nội dung bao quát vạn tượng. Luận đạo đến đây là kết thúc, tiếp xuống tiến nhập cái thứ hai khâu, tỷ thí so tài, xông vạn hỗn tháp, có khả năng tự mình diệt sát thái ất kim tiên kỳ thất sắc hỗn độn thú mới có tư cách tham gia so tài tỷ thí, 10 hạng đầu thu hoạch được trọng đại ban thưởng, đầu danh ban thưởng một khỏa thái huyền ngọc chi đan. Này đan có thể phụ trợ thái ất kim tiên đã thông tiên khiếu, xung kích đại la kim tiên. Lý Long Giang vừa nói, một bên tế ra một tòa kim quang lưu chuyển không ngừng bảo tháp, rơi trên mặt đất. Thái huyền ngọc chi đan, Vương Trường Sinh trong lòng hơi động, hắn đã có thập phương tiên lộ cùng càn khôn tạo hóa đan, nếu như lại được đến một khỏa thái huyền ngọc chi đan, tương lai xung kích đại la kim tiên nắm chắc càng lớn hơn. Quảng pháp đại hội từ mang hoang tiên vực thế lực lớn thay phiên tổ chức, một mặt là an toàn, một mặt khác là ban thưởng, thế lực nhỏ căn bản cầm không ra bao nhiêu đồ tốt ban thưởng cho biểu hiện ưu dị người dự thi. Quảng pháp đại hội không đơn thuần là giao lưu đạo pháp thịnh hội, đối với thái ất kim tiên tới nói cũng là một chủng cơ duyên. Hà thị tiên tộc, Lý thị tiên tộc, bắt đầu các chờ thế lực lớn tiên tổ hoặc là lập phái tổ sư đều tham gia qua quảng pháp đại hội, biểu hiện ưu dị thu hoạch được một số lớn tu tiên tài nguyên, có người vì chính mình chống nổi dù, tự mình cũng nghĩ vì người khác bung dù. Cái khác tiên vực cũng sẽ tổ chức tương tự quảng pháp đại hội thịnh hội. Phe tổ chức không hội xuất ra tương tự thái huyền ngọc chi đan đồ vật ban thưởng cho thu hoạch được thứ tự tốt thái ất kim tiên, không có kia phần thực lực, hạng 10 ban thưởng luyện vào bát sắc tinh hạch đoán thể tiên đan, xếp hạng càng cao ban thưởng càng phong phú. Lý Long Giang thanh âm không lớn, truyền khắp cả tòa phường thị, Lý gia lần này xuất ra không ít tiên đan, trân quý nhất là thái huyền ngọc chi đan, chúng ta Lý gia cũng sẽ phái người tham gia, chạm đến là thôi, nhưng đao kiếm không có mắt, tham gia tỷ thí so tài, sinh tử tự phụ. Lý Long Giang nói, hắc hắc, ta đợi này một ngày rất lâu, ta tới trước sông vạn hỗn tháp, Thiên Lôi thần quân cười hắc hắc, bay vào vạn hỗn tháp, hắn vừa tiến vào vạn hỗn tháp, một đầu thú nhân hình thất sắc hỗn độn thú vừa hiện mà xuất, trên tay cầm lấy một cái màu đen lan nha bổng, nhào về phía Thiên Lôi thần quân, chúng tu sĩ có thể thấy rõ Thiên Lôi thần quân đối phó thất sắc hỗn độn thú đi qua, công bằng công chính, có khả năng đánh bại thái ất kim tiên kỳ thất sắc hỗn độn thú mới có thể thu được tư cách dự thi, ta cũng đi thử một chút. Thiên Viên Tiên Tôn hướng về vạn hỗn tháp bay đi, xuất hiện tại đệ nhị tầng, đối thủ của hắn cũng là một đầu thú nhân hình thất sắc hỗn độn thú, cái này thất sắc hỗn độn thú trên tay cầm lấy một cây màu đen trường côn, thất sắc hỗn độn thú vung vẫy màu đen trường côn đánh tới hướng Thiên Viên Tiên Tôn, đồng thời thôi động hỏa chi pháp tắc, công kích Thiên Viên Tiên Tôn. Thiên Viên Tiên Tôn không sợ chút nào, khôi phục bản thể, hóa thành một đầu kình thiên cự viên, cầm trong tay một cây hoàng sắc cự phủ, nên đón tiếp lấy. Thiên Trùng Tam Tiên, Lý Thanh Tinh, Lý Thanh Nguyệt chờ nhiều vị thái ất kim tiên tiến nhập vạn hỗn tháp vượt quan, theo thái ất kim tiên kỳ thất sắc hỗn độn thú giao thủ, có thể một mình vượt quan, cũng có thể nhiều người vượt quan, huyển hóa ra tới thất sắc hỗn độn thú số lượng nhiều một chút, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên quan sát một hồi, cũng bay vào vạn hỗn tháp, theo thái ất kim tiên kỳ thất sắc hỗn độn thú giao thủ, Vương Trường Sinh vừa mới đi vào vạn hỗn tháp, một cái tay cầm trường đao màu đen thái ất kim tiên kỳ thất sắc hỗn độn thú vừa hiện mà xuất. Vung đao chém về phía Vương Trường Sinh,
giày của hắn sáng lên một đạo lam quang, thân hình thoát một cái, tránh đi thất sắc hỗn độn thú công kích, xuất hiện tại thất sắc hỗn độn thú sau lưng, đấm ra một quyền, đập vào thất sắc hỗn độn thú trên đầu, thất sắc hỗn độn thú đầu vỡ ra, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu thất. Vương Trường Sinh, Vương Như Yên cùng Diệp Hải Đường rất nhẹ nhàng tự đánh bại thất sắc hỗn độn thú, thu hoạch được tư cách dự thi, Vương Thu Lâm không có tham gia. Nửa canh giờ không đến, 155 tên Thái Ức Kim Tiên đánh bại Thái Ức Kim Tiên kỳ thất sắc hỗn độn thú, thu hoạch được tư cách dự thi, rút thăm tỷ thí, hai hai quyết đấu, bên thắng tiến nhập vòng tiếp theo. Vương Trường Sinh rút đến số 10 lá thăm đối thủ của hắn là một tên bụng vệ kim bào lão giả, kim bào lão giả có một bộ thượng phẩm tiên khí, bằng vào bộ này tiên khí đánh bại thất sắc hỗn độn thú. Tỷ thí vừa bắt đầu, kim bào lão giả tay áo lắc một cái, năm thanh kim quang lấp lóe phi đao bắn ra, chém về phía Vương Trường Sinh. Hắn pháp quyết vừa bấm mặt đất tuôn ra cuồn cuộn liệt diễm, nhiệt độ nhanh chóng lên cao, từng khỏa cự hình hỏa cầu xuất hiện tại sau lưng hư không, giống như lưu tinh lạc địa một dạng phá toái hư không, thẳng đến Vương Trường Sinh mà đi. Vương Trường Sinh tay phải hướng về hư không vỗ, một đạo bạch sắc vòng sáng bao phủ mà xuất, nghênh đón tiếp lấy. Năm thanh kim sắc phi đao đồng thời sáng lên một trận chướng mắt kim quang, biến mất khỏi chỗ cũ, bạch sắc vòng sáng chạm đến cự hình hỏa cầu cùng liệt diễm, cự hình hỏa cầu cùng liệt diễm nhanh chóng tán loạn. Pháp tắc viên mãn, kim bào lão giả nhướng mày, đều là Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ, hắn chỉ là pháp tắc đại thành, tốt tại hắn có một bộ thượng phẩm tiên khí. Vương Trường Sinh đỉnh đầu hư không sáng lên năm đạo kim quang, hiện ra năm thanh kim sắc phi đao. Năm thanh kim sắc phi đao hợp làm một thể, hóa thành một cái dài hơn một trượng kim sắc cự nhận, chém về phía Vương Trường Sinh. Nguyên bộ thượng phẩm tiên khí, cho dù là tu luyện thành tiên thể Thái Ức Kim Tiên cũng không dám ngạnh kháng. Vương Trường Sinh tay phải hướng hư không một trảo, một cổ cường đại cầm cố chi lực vừa hiện mà xuất, kim sắc cự nhận bị giam cầm ở trong hư không, không nhúc nhích, cấm cố pháp tắc, kim bào lão giả kinh ngạc nói, hắn cũng bị cấm cố pháp tắc cầm cố lại. Hắn bên ngoài thân kim quang đại phóng, muốn tránh thoát ràng buộc, không có tác dụng gì, bạch sắc vòng sáng nhanh chóng lướt qua kim bào lão giả thân thể, đem hắn hóa thành một bộ băng điêu. Vương Ly thắng, trọng tài tuyên bố, Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm cầm cố chi lực tiêu thất, băng điêu tuôn ra một cổ liệt diễm. Tầng băng hòa tan, kim bào lão giả sắc mặt có chút trắng bệch, hắn thở dài một hơi, hai tay liền ôm quyền, thu hồi tiên khí. Lúc này, Vương Như Yên bằng vào thiên âm địch cũng đánh bại đối thủ, Diệp Hải Đường thả ra ngũ quỷ, cũng đánh bại đối thủ. Vòng thứ nhất tỷ thí kết thúc, 78 tên Thái Ức Kim Tiên tấn nhập vòng thứ hai, tiếp tục rút thăm tỷ thí, Vương Trường Sinh rút đến số 13 lá thăm, lần này, đối thủ của hắn là Thiên Lôi Thần Quân. Người dự thi đều tại Vạn Hỗn Tháp bên trong tỷ thí. Vạn Hỗn Tháp là một cái thượng phẩm tiên khí, tự mang không gian, bọn hắn có thể buông tay buông chân, không nghĩ tới nhanh như vậy tự đụng tới Vương Đạo Hữu. Thiên Lôi Thần Quân sắc mặt ngưng trọng, hắn đã biết Vương Trường Sinh tu luyện thành tiên thể, mà lại pháp tắc viên mãn. Thiên Lôi Thần Quân cũng là pháp tắc viên mãn mà lại tu luyện thành tiên thể, hắn có Thái Ức Kim Tiên đại viên mãn tu vi, Vương Trường Sinh chỉ là Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ. Hắn pháp quyết vừa bấm, không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ. Một đạo đạo thô to không gì sánh được ngân sắc lôi mâu đánh xuống, thẳng đến Vương Trường Sinh mà đi. Tại rất nhiều đặc thù pháp tắc bên trong, lôi chi pháp tắc quy lực không nhỏ. Vương Trường Sinh hai tay tại hư không vẽ lên một vòng tròn, một cái cự đại thái cực đồ án vừa hiện mà xuất, ngăn tại trước người. Dày đặc ngân sắc lôi trụ lần lượt đánh xuống, đánh vào thái cực đồ án phía trên, thái cực đồ án nhanh chóng chuyển động, ngân sắc lôi trụ như cùng giấy bình thường, toàn bộ tán loạn. Âm dương pháp tắc, Thiên Lôi Thần Quân chau mày. Âm dương hóa ngũ hành sinh vạn vật, âm dương pháp tắc là thế giới bản chất, đồng dạng là pháp tắc viên mãn, lôi chi pháp tắc thật đúng là không làm gì được âm dương pháp tắc. Thiên Lôi Thần Quân tế ra một cái kim sắc hồ lô, đánh vào một đạo pháp quyết, kim sắc hồ lô lập tức tách ra một trận chướng mắt kim quang, phun ra một đạo thô to không gì sánh được kim sắc lôi quang, thẳng đến Vương Trường Sinh mà đi. Vương Trường Sinh đấm ra một quyền, một đầu kim sắc cự quyền lóe lên mà xuất, theo kim sắc lôi quang chạm vào nhau, kim sắc lôi quang tán loạn. Kim sắc cự quyền trong nháy mắt đến Thiên Lôi Thần Quân trước mặt, Thiên Lôi Thần Quân tay phải giương lên, một đạo thô to không gì sánh được ngân sắc lôi quang bay ra, đánh tan kim sắc cự quyền. Lam quang lóe lên, một cái to lớn vô cùng lam sắc cự ấn xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, đối diện nện xuống. Thiên Lôi Thần Quân pháp quyết vừa bấm, kim sắc hồ lô phun ra một đạo thô to không gì sánh được kim sắc thiểm điện, nghênh đón tiếp lấy. Lam sắc cự ấn theo kim sắc thiểm điện chạm vào nhau, tốc độ rơi xuống hơi ngưng lại, nhân cơ hội này, Thiên Lôi Thần Quân bên ngoài thân lôi quang phóng đại, muốn tránh đi, một cổ cường đại cầm cố chi lực tùy theo hiện lên, Thiên Lôi Thần Quân cảm giác có một đầu bàn tay vô hình bắt lấy thân thể của mình, vô pháp động đậy.
Thiên Lôi Thần Quân nhướng mày, thân thể truyền ra lốt bốt tiếng vang, bên ngoài thân tách ra chướng mắt ngân sắc vòng sáng, cầm cố chi lực suy yếu không ít, một cái hình thể to lớn lam sắc thủy long bay nhào mà đến, mở ra huyết bồn đại khẩu nhào về phía Thiên Lôi Thần Quân, hắn nhướng mày, hữu quyền kim quang đại phóng, đấm ra một quyền, một đầu kim sắc cự quyền lóe lên mà xuất, theo lam sắc thủy long chạm vào nhau, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, lam sắc thủy long thân thể nổ bể ra đến, hóa thành vô số lam sắc giọt nước, một chút lam sắc giọt nước đột nhiên ngưng tụ, hóa thành Vương Trường Sinh bộ dáng, Vương Trường Sinh xuất hiện tại Thiên Lôi Thần Quân trước mặt, đấm ra một quyền, cầm cố chi lực vẫn còn, Thiên Lôi Thần Quân tránh cũng không thể tránh, hữu quyền hiện lên xuất vô số ngân sắc hồ quang điện, nghênh đón tiếp lấy, hai quyền chạm vào nhau, bộc phát ra một cổ cường đại khí lãng, chấn nứt hư không, Thiên Lôi Thần Quân mặt lộ vẻ thống khổ, bay rớt ra ngoài, hắn còn chưa kịp đứng lên, Vương Trường Sinh lóe lên mà tới, xuất hiện tại Thiên Lôi Thần Quân trước mặt, Thiên Lôi Thần Quân bên ngoài thân lôi quang phóng đại, muốn tránh đi, một cổ cường đại cầm cố chi lực tùy theo hiện lên, đem hắn cầm cố tại nguyên chỗ, Thiên Lôi Thần Quân vô pháp tránh đi, há mồm phun ra một vệt kim quang, hóa thành một cái kim quang lấp lóe dao găm, thẳng đến Vương Trường Sinh mà đi, cái này càng lôi nhận luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, tiên thể cũng không dám ngạnh kháng, Vương Trường Sinh không biết đạo càng lôi nhận luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, cũng không có ý định ngạnh kháng, tế ra Trảm Thiên Phủ, nên đón tiếp lấy, càng lôi nhận theo Trảm Thiên Phủ chạm vào nhau, truyền ra khanh một tiếng kim thiết chạm nhau, càng lôi nhận bay rớt ra ngoài, Thiên Lôi Thần Quân pháp quyết nhất biến, bốn phía hư không hiện lên xuất vô số ngân sắc phù văn, những này ngân sắc phù văn ngoại hình cực giống thiểm điện, tạo thành một cái phù trận, những này ngân sắc phù văn sáng rõ, một đạo to lớn ngân sắc lôi quang phóng lên tận trời, che mất Vương Trường Sinh cùng Thiên Lôi Thần Quân thân ảnh, không có qua bao lâu, Thiên Lôi Thần Quân từ ngân sắc lôi quang bên trong bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt có chút trắng bệch, lôi quang tán đi, Vương Trường Sinh lông tóc không hư hại, thân hình của hắn nhoáng một cái, xuất hiện lần nữa tại Thiên Lôi Thần Quân trước mặt, huy động Trảm Thiên Phủ đánh xuống, một đoàn kim sắc lôi quang sáng lên, càng lôi nhận xuất hiện tại Vương Trường Sinh đỉnh đầu, đối diện chém xuống, Vương Trường Sinh tế ra càng ngọc thuẫn, chặn càng lôi nhận, Vương đạo hữu ngừng tay. Ta nhận thua, Thiên Lôi Thần Quân vội vàng nói, đối phương có hai kiện luyện vào Hồng Mông Linh Bảo thượng phẩm tiên khí, hắn thua không oan. Vương Trường Sinh gật gật đầu, thu hồi bảo vật. Lúc này, Ung Như Yên đang cùng Thiên Viên Tiên Tôn so tài. Thiên Viên Tiên Tôn hóa thành một đầu kình thiên cự viên, cầm trong tay một cái hoàng sắc cự phủ, bổ về phía Ung Như Yên. Ung Như Yên ôm Thiên Huyễn Tỳ Bà, tay phải chỉ lướt qua tỳ bà dây cung, từng đợt dồn dập tiếng tỳ bà vang lên, một đạo đạo lam sắc âm nhận bao phủ mà xuất, thẳng đến Thiên Viên Tiên Tôn mà đi. Thiên Viên Tiên Tôn huy động hoàng sắc cự phủ, đem đánh tới lam sắc âm dao bổ vỡ nát, thở hồng hộc. Thiên Viên Tiên Tôn bên ngoài thân tiên quang đại phóng, thân hình thoát một cái, xuất hiện trước mặt Ung Như Yên, huy động hoàng sắc cự phủ bổ về phía Ung Như Yên. Hoàng sắc cự phủ còn không có đánh xuống hư không tựu không chịu nổi, vỡ ra đến, xuất hiện một cái to dài vết rách. Ung Như Yên trong tay áo bay ra một cái kim quang lấp lóe phù triện, trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành mười mấy đầu thô to kim sắc tỏa liên, khóa lại Thiên Viên Tiên Tôn thân thể. Hắn huy động hoàng sắc cự phủ bổ vào kim sắc tỏa liên phía trên, truyền ra một trận kim thiết giao kích trầm đục, tiếng tỳ bà càng phát gấp rút, Thiên Viên Tiên Tôn cảm giác một trận trời đất quay cuồng, phụ cận hoàn cảnh biến bắt đầu mơ hồ, tự mình xuất hiện tại một mảnh rộng rãi vô biên huyết sắc không gian, máu chảy thành sông, hơn trăm triệu sinh linh đang chém giết lẫn nhau, tiếng la giết không ngừng, huyễn cảnh. Thiên Viên Tiên Tôn chau mày, một đội tu sĩ hướng hắn lao đến, tế ra tiên khí hoặc là thi triển pháp tắc công kích hắn. Thiên Viên Tiên Tôn không dám thất lễ, hư thì thực chi, kỳ thực hư chi, có chút huyễn cảnh là chân thật, hắn huy động hoàng sắc cự phủ hướng về hư không vừa bổ, một đạo to lớn hoàng sắc lưỡi búa bao phủ mà xuất, đem đánh tới tu sĩ chém thành hai nửa, huyết sắc không gian tiêu thất, hắn thấy được Ung Như Yên, cũng nhìn thấy một cái to lớn hóa bạch sắc cự phong phiêu phù ở đỉnh đầu của mình, nếu như là sinh tử đấu pháp hắn đã mất mạng, Vương phu nhân đạo pháp cao thâm. Tại hạ thua, Thiên Viên Tiên Tôn thở dài nói mở lời nhận thua. Đa tạ, Ung Như Yên mỉm cười gật gật đầu, Diệp Hải Đường cũng đánh bại đối thủ, tấn nhập vòng tiếp theo, hai vòng tỷ thí xuống tới, còn có 39 người, lần nữa rút thăm tỷ thí, Vương Trường Sinh rút được không lá thăm, trực tiếp tấn nhập vòng tiếp theo, hắn đứng tại Vạn Hỗn Tháp phụ cận, quan sát cái khác Thái Ức Kim Tiên so tài, Hàn Hâm, Lý Thanh Tinh, Lý Tinh Nguyệt, Huyền Cơ Thượng Nhân, Hà Ngọc Đường, Phượng Tiêu cùng Long Hàn thực lực đều rất mạnh, có nhiều vị Thái Ức Kim Tiên đem pháp tắc tu luyện tới viên mãn, hoặc là tu luyện thành tiên thể, cũng có nắm giữ chí tôn pháp tắc Thái Ức Kim Tiên,
Vương Trường Sinh tạm thời không có phát hiện đem Chí Tôn pháp tắc tu luyện tới viên mãn mà lại tu luyện thành tiên thể Thái Ất Kim Tiên. Huyền Cơ thượng nhân đem nhiều kiện thượng phẩm tiên khí luyện vào thể nội, Vương Xuyên Minh hiện tại cũng là đi con đường này. Một tên thân hình cao lớn thanh niên áo lam đưa tới Vương Trường Sinh chú ý, người này chẳng những pháp tắc viên mãn, mà lại tu luyện thành tiên thể, tham gia quảng pháp đại hội Thái Ất Kim Tiên không ít, pháp tắc viên mãn mà lại tu luyện thành tiên thể Thái Ất Kim Tiên cũng không nhiều, cơ bản đều xuất từ thế lực lớn. Vương Trường Sinh chưa nghe nói qua thanh niên áo lam. Thanh niên áo lam đối thủ là Thẩm Diễm. Vương Trường Sinh đã biết Thẩm Diễm là Linh Lung Tiên Tử đệ tử. Thẩm Diễm cũng là pháp tắc viên mãn mà lại tu luyện thành tiên thể. Hắn không nghĩ tới thanh niên áo lam như vậy khó giải quyết. Thanh niên áo lam đôi mắt sáng lên một đạo chướng mắt hắc quang. Thẩm Diễm nhìn thấy hắc quang, thân thể khẽ rung lên, cảm giác vô số thanh lợi kiếm đánh vào tự mình hồn hải bên trong, thần hồn công kích. Thẩm Diễm nhướng mày, hắn còn không có lấy lại tinh thần. Thanh niên áo lam đã đến trước người hắn, đấm ra một quyền, Thẩm Diễm muốn tránh đi, một cổ cường đại trọng lực hiện lên, đem hắn một mực bám vào nguyên địa, Thẩm Diễm tránh cũng không thể tránh, bên ngoài thân kim quang đại phóng, tuôn ra cuồn cuộn liệt diễm, đấm ra một quyền, theo thanh niên áo lam nắm đấm chạm vào nhau, một tiếng vang trầm, hư không chấn nứt, Thẩm Diễm rút lui mấy bước, vẻ mặt khó tin, thanh niên áo lam đôi mắt phun ra một cổ màu đen hào quang, rơi vào Thẩm Diễm trên thân, Thẩm Diễm thân thể run rẩy không ngừng. Mặt lộ vẻ thống khổ, đây không phải phổ thông thần hồn công kích, mà là đồng thuật, Thẩm Diễm còn không có qua thần đến, một cái lam quang lấp lóe trường đao đã đến trước người hắn, cách hắn trái tim chính có tất hơn, ta nhận thua, Thẩm Diễm nói, trường đao màu xanh lam luyện vào hồng mông linh bảo, uy lực to lớn, nếu như sinh tử đấu pháp, hắn đã mất mạng, Tần Lãng thắng, trọng tài tuyên bố, kết quả này vượt quá ở đây tu sĩ dự kiến, Linh Lung Tiên Tử lông mày hơi nhíu, Tần Lãng. Chưa nghe nói qua nhân vật này, Lý Long Giang nghi ngờ nói, mang hoang tiên vực cao thủ đông đảo, pháp tắc viên mãn mà lại tu luyện thành tiên thể Thái Ất Kim Tiên không có khả năng tên không kinh truyền, đối phương hơn phân nửa là tới tự cái khác tiên vực, cũng có thể là dùng giả danh, lúc này đây tới không ít tiểu bối có tiềm lực không tồi, pháp tắc viên mãn mà tu luyện thành tiên thể Trường Giang sóng sau đẩy sóng trước, ánh mắt Linh Lung Tiên Tử rơi vào trên người Vương Trường Sinh, thực lực của Tần Lãng không kém, Vương Trường Sinh cũng không kém. Đại đệ tử Đông Phương Tiên Tử không tới, bằng không khẳng định có thể đạt được một thứ hạng tốt, Lý Long Giang mỉm cười nói, đại hội quảng pháp hơn 1.000 vạn năm tổ chức một lần, có một số Thái Ất Kim Tiên vừa vặn ra ngoài hoặc là bế sinh tử quan, bỏ lỡ đại hội quảng pháp, chưa chắc, đã nghe đại danh đại hội quảng pháp từ lâu, ta cũng muốn xem, lúc này đây có thể có kinh hỉ gì hay không, Linh Lung Tiên Tử nói, trước mắt còn chưa phát hiện Chí Tôn, lần trước đại hội quảng pháp đã xuất hiện mấy vị Chí Tôn. Hà Mai vẫn vẻ mặt tò mò, còn chưa tới vòng cuối cùng, trước tiên xem qua rồi nói sau, Lý Long Giang nói, vòng thứ ba kết thúc, còn lại 20 tên Thái Ất Kim Tiên, Vương Trường Sinh quen biết hơn phân nửa, lần thứ hai rút thăm, Vương Trường Sinh rút được thiệp thứ ba, lúc này đây, đối thủ của hắn là Từ Ngọc Đường, tỷ thí ngay từ đầu, Từ Ngọc Phong liền thả ra một con viên hầu màu đỏ toàn thân, hợp thành một thể với hồng viên hầu, khí tức của viên hầu đỏ vô hạn tiếp cận Đại La Kim Tiên, đương nhiên, đây chỉ là tiên nguyên lực tiếp cận, so với Đại La Kim Tiên chân chính vẫn còn kém xa. Nó há miệng phun ra một thanh trường côn hồng quang lưu chuyển không ngừng, rơi vào trên tay, cự viên màu đỏ sải bước hướng Vương Trường Sinh đi tới, mặt đất khẽ lay động, đồng thời trào ra liệt diễm cuồn cuộn, thẳng đến Vương Trường Sinh. Chân phải của Vương Trường Sinh nhẹ nhàng dậm xuống đất, một vần sáng màu trắng bao trùm ra, va chạm với ngọn lửa trong nháy mắt tán loạn, một luồng gió nóng thổi qua, cự viên màu đỏ xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh. Huy động trường côn màu đỏ nện về phía Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh huy động Trảm Thiên Phủ, nghênh đón, yêu kim thiết giao kích vang lên tiếng trường côn màu đỏ va chạm với Trảm Thiên Phủ, tia lửa văng khắp nơi, tay trái của cự viên màu đỏ trào ra một cổ hỏa diễm màu đỏ, nện về phía Vương Trường Sinh, đồng thời há miệng phun ra một cổ hỏa diễm màu đỏ, thẳng hướng Vương Trường Sinh mà đi, Vương Trường Sinh không sợ chút nào, tả quyền lam quang đại phóng, nghênh đón, đồng thời há miệng phun ra một cổ tuyết lam sắc hỏa diễm. Nên đón hỏa diễm màu đỏ, hai quyền va chạm, truyền ra một tiếng nổ lớn, hư không bị chấn nứt, xuất hiện đại lượng vết nứt, tuyết lam hỏa diễm cùng xích sắc hỏa diễm va chạm, cái sau trong nháy mắt tán loạn, tuyết lam sắc hỏa diễm ngưng tụ thành một con hỏa phượng màu xanh tuyết, nhào về phía cự viên màu đỏ, cự viên màu đỏ phát ra một tiếng gào thét rầm rầm, phun ra một đạo âm ba màu đỏ nên đón, quy luật âm thanh, Từ Ngọc Phong có thể liên tục qua ba cửa ải, thực lực tự nhiên không kém. Âm ba màu đỏ cùng tuyết lam sắc hỏa phượng va chạm, tuyết lam sắc hỏa phượng trong nháy mắt tán loạn, hóa thành một mảng lớn tuyết lam sắc hỏa diễm, âm ba màu đỏ thẳng về phía Vương Trường Sinh,
bên ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ bạch quang chói mắt, một phần sáng màu trắng bao trùm ra, va chạm với âm ba màu đỏ, người sau trong nháy mắt tán loạn, tuyết lam sắc hỏa diễm đột nhiên ngưng tụ, lần thứ hai hóa thành một con tuyết lam sắc hỏa phượng, cánh của nó một cánh, từ tại chỗ biến mất, vòng sáng màu trắng đi thẳng về phía cự viên màu đỏ, nó đang muốn tránh đi, kinh ngạc phát hiện thân thể mình không thể động đậy, một cổ lực triết triết cường đại xuất hiện, đem nó giam cầm tại chỗ. Cuồng sáng màu trắng nhanh chóng xẹt qua thân thể cự viên màu đỏ, thân thể cự viên màu đỏ nhanh chóng đóng băng, một đạo hồng quang chói mắt sáng lên, tầng băng hòa tan. Tuyết lam sắc phượng hoàng xuất hiện ở phía sau cự viên màu đỏ, đụng vào trên người nó, thân thể của nó bị một cổ tuyết lam sắc hỏa diễm bao phủ, lần thứ hai đóng băng. Lúc này băng tầng còn chưa tan đi, tả quyền bạch quang của Vương Trường Sinh đại phóng, cự viên màu đỏ bay ngược ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất, tầng băng hòa tan. Cổ tay Vương Trường Sinh rung lên, Trảm Thiên Phủ rời tay mà ra, trong nháy mắt tăng vọt, đi thẳng về phía cự viên màu đỏ. Cự viên màu đỏ vội vàng huy động trường côn màu đỏ nghênh đón, trường côn màu đỏ cùng Trảm Thiên Phủ va chạm, truyền ra một tiếng kim thiết giao kích bùng bực, một tiếng phá không vang lên, hư không xuất hiện đại lượng vết nứt, một cự quyền màu vàng chợt lóe tới, nặng nề nện vào ngực hồng sắc cự viên, có thể ngực cự viên lõm xuống, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ đến cực điểm. Dừng tay, Vương đạo hữu, ta nhận thua. Cự viên đỏ miệng phun ra tiếng người, nhường nhịn, từ đạo hữu, Vương Trường Sinh ôm quyền nói, thu hồi Trảm Thiên Phủ. Lúc này, những người khác còn chưa chấm dứt đấu pháp, đối thủ của Ung Như Yên là Từ Ngọc Tuyết. Từ Ngọc Tuyết đã lâm vào ảo cảnh, hơn 10 vạn con bọ cánh cứng màu vàng phiêu phù trước người Ung Như Yên, không nhúc nhích. Ung Như Yên ôm tỳ bà trời huyễn, ngón tay phải không ngừng xẹt qua đàn tỳ bà, vẻ mặt Từ Ngọc Tuyết hoảng hốt, không nhúc nhích. Ánh mắt Vương Trường Sinh rơi vào trên người Tần Lãng, lúc này đây, đối thủ của Tần Lãng là Hàn Hâm. Hàn Hâm nắm giữ pháp tắc âm dương, dễ dàng ngăn trở công kích của Tần Lãng. Tần Lãng pháp quyết bóp một cái, vô số hoàng quang hiện ra, một gã cự nhân màu vàng cao vạn trượng vừa hiện ra, che khuất bầu trời che nắng. Bàn tay phải của người khổng lồ màu vàng xuất hiện một số lượng lớn các điểm sáng màu vàng, ngưng tụ thành một từ đất khổng lồ. Đạo thuật trấn tiên ấn, Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, hắn tự nhiên không xa lạ, năm đó ở Cửu Tinh Tiên Vực, hắn chính là cùng Kim Tiên nắm giữ một môn đạo thuật này giao thủ, chẳng lẽ nói Tần Lãng chính là ở đấu giá hội đạt được đạo thuật trấn tiên ấn tên tu sĩ kia? Vẫn là nói trùng hợp ngẫu nhiên. Chữ thổ khổng lồ nện lên đồ án thái cực trước người Hàn Hâm, đồ án thái cực trong nháy mắt vỡ vụn, Hàn Hâm muốn tránh đi, trọng lực cường đại trước mặt hắn không cách nào tránh được, tôi chấp nhận thua. Tần đạo hữu, ta nhận thua, Hàn Hâm vội vàng nói, hắn cũng không cách nào ngạnh kháng đạo thuật, sớm một chút nhận thua tương đối tốt. Trọng tài cũng ra tay, tế xuất một tấm chắn màu vàng trắng trước mặt Hàn Hâm, chữ đất dừng ở giữa không trung hóa thành từng chút linh quang tán loạn, Tần Lãng thắng, trọng tài tuyên bố, đạo thuật, Lý Long Giang và nhiều vị đại la kim tiên sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt đều rơi vào trên người Tần Lãng, cư nhiên nắm giữ đạo thuật, xem ra người này hẳn là đứng đầu quản pháp đại hội, Phù Linh Tử nói, lại không chỉ có một mình hắn nắm giữ đạo thuật, tộc nhân hạch tâm của Lý Thị Tiên Tộc cùng Hà Thị Tiên Tộc cũng tham gia tỷ thí. Nếu có thể nhìn thấy đạo thuật đối chọi, vậy thì tốt rồi, đúng vậy. Chỉ nghe người ta nói thuật lợi hại cỡ nào, ta còn chưa từng thấy qua ất kim tiên thi triển đạo thuật đối chọi, chúng tu sĩ nghị luận nhau nhau, bảy miệng tám lưỡi nói không ngừng. Đối thủ của Diệp Hải Đường là Hà Ngọc Đường, nàng không vận dụng dung khiếu quyết cùng đạo thuật, không phải đối thủ của Hà Ngọc Đường, bại trận. Hà Ngọc Đường pháp tắc viên mãn mà tu luyện thành tiên thể, thực lực hơn người. Vòng tỷ thí thứ tư kết thúc, 10 người tiến vào vòng cuối cùng. Lần lượt là Tần Lãng, Phượng Tiêu, Hà Ngọc Đường, Vương Trường Sinh, Ung Như Yên, Lý Thanh Tinh, Lý Thanh Nguyệt, Hà Ngọc Vân, Hà Ngọc Thần và Long Hàn, trong đó Vương Trường Sinh, Ung Như Yên và Tần Lãng thanh danh không hiển lộ, bảy người Lý Thanh Tinh đều là thái ất kim tiên đã thành danh nhiều năm ở Man Hoang Tiên Vực, không cần hai đôi quyết đấu đi. Quá rắc rối, tôi muốn tên đầu tiên. Ai sẽ chiến đấu với tôi? Tần Lãng mở miệng nói, vẻ mặt tự tin. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.